đấy, đường phố Quảng Bình. Anh em đã đến Quảng Bình, anh em Nha Trang chào Quảng Bình ấy. Bài chính chào bài ba nhá. Ok, mùa hè ở Quảng Bình ở khách sạn như mình có đông không? Đông hả? Bạn có thể đến đường Lý Thường Kiệt, 187 Lý Thường Kiệt, khách sạn Hoa Mai để ở. Tôi thấy là dịch vụ khá tốt và giá thì cũng không mắc, chỉ tầm 250 đến 350 thôi. Dạ. Phòng một giường và hai giường thì 250. Phòng ba giường thì 350. Dạ. Có nhiều người Bắc vào đây không chị? Dạ có chứ. Tết mới đây khách đông lắm. Thế hả? Họ đi du lịch đông. Chị ơi, nếu mà Quảng Bình từ đây di chuyển ra các cái điểm du lịch thì đi bằng cái gì thì tiện ạ? Dạ, nếu mà mình muốn đi khám phá thì đi xe máy. Xe máy à? Muốn đi an toàn với cái kiểu đi theo tour thì đi ô tô. Đi xe máy thì mình thuê một ngày là bao nhiêu tiền ạ? Dạ, bên em là thuê 220. 220 một ngày? Dạ, không, 120. À, 120.000 xe ga đấy. Dạ, xe ga, xe số giống nhau. Như nhau luôn. Dạ. Và từ đây thì mình sẽ đi được Phong Nha. Dạ, đi được bãi biển lệ ra chỗ... Rồi, nhưng mà lên chỗ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì khoảng 6 mấy km nữa đúng không? Hơn 40 cây. À, hơn 40 cây. À, rất là tuyệt vời. Vị trí này cũng khá rộng và đường Lý Thường Kiệt em thấy hai bên đường cũng nhiều xe hơi lắm. Chút hình ảnh về Quảng Bình, thành phố Đồng Hới mà ở bên trong nhá, chứ không phải khu du lịch ở bên ngoài đâu các bạn ạ. Các bạn vào trong khu thành phố, tức là mình gần như sống với dân ấy, thì mình trải nghiệm được nhiều hơn và họ tư vấn cho mình nhiều hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em thấy thành phố thay đổi rất là nhiều và nhiều xe hơi, nhà cửa khang trang. So với 10 năm trước thì tuyệt vời. Ở đây là dễ bắt xe. Buổi tối phải du lịch là họ đứng đấy là xe tới đón luôn. Dễ bắt xe. Dạ. Vì đấy đường quốc lộ 1 á, là xe hay đi quá. Đúng rồi. Xe bắc á. Đúng. Đời sống bà con lên hẳn. Và đặc biệt là các cái đường cao tốc ở bên ngoài á, sạch sẽ, thoáng mát. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc mừng dân Quảng Bình nhá. Em về Hà Nội đây. Chào hai chị. Chào con nhá. Con không được đi học à? Xịn quá cơ. Con mấy tuổi rồi? Dạ, gần 4 tuổi. À, gần 4 tuổi rồi. Ok, bye bye con, ra Hà Nội chơi nhá. Bye bye. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi đang ở trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Các bạn nhìn buổi sáng ở đây, lúc này khoảng 8 giờ sáng. Thời tiết lúc này khoảng 15 độ C, rất là lạnh. Có một điều chúng ta thấy rằng là xe hơi rất là nhiều của mình các bạn ạ. Cũng là lọt vào top 10 sử dụng ô tô trên đầu người là ở của mình. Nằm trong top 10 các bạn. Các bạn nhìn này. Đây là đường Lý Thường Kiệt. Chỗ này cái này trong là hồ nước gì đấy. Đấy, trên đường phố hai bên đường phố này. Đấy. Em cứ đi đi một chút khung cảnh về thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ở ngoài đây là trong phố nhá, chứ không phải là khu du lịch. Ở ngoài bãi biển với cả ở ngoài chỗ trung tâm thì đẹp lắm, rất là đẹp, đường phố đẹp, sạch sẽ lắm. Còn đây là trong khu dân cư đấy, khu phố đấy. Các bạn để ý và xem. Đây các bạn này, trong mọi ngõ ngách đều ô tô xe hơi để này, toàn ô tô xịn nhá. Rất là mừng khi mà một thành phố nhỏ Quảng Bình mức sống của người dân khá cao các bạn. Ly cà phê đắt lắm, chỉ 20.000 này, 22.000 đấy. À, 73 đây các bạn, biển 73 Quảng Bình. Này là Vietinbank. À, đây đấy các bạn này, nhìn trong mỗi góc này. Đấy, đây ô tô luôn, xe hơi luôn. Chúng ta thấy Quảng Bình thế nào ạ? Mình quay trở lại Quảng Bình sau 2 năm. VNPT Quảng Bình. Các bạn nhìn trong cái ngõ. Đấy mà xe hơi họ để đây đường, nhà cửa rất khang trang. Kia là Viettel, ở đây là VNPT. À. Các bạn nhìn trong cái ngõ này, trong cái phố này chứ quên. Trong cái phố này toàn xe hơi không các bạn thấy không? À. Phố này rất nhiều quán cà phê, trong phố này toàn xe hơi. À, tôi đang đi qua công ty
cổ phần cấp nước Quảng Bình đấy. Xe pha đi cũng khá pha đi cũng nhiều đây, các trạm sạc điện ở đây cũng thấy nhiều. Đây là phố Lý Thường Kiệt, từ đây ra sân bay khoảng 5-6 km gì đó không nhớ lắm, ra ra thì khoảng 2 cây số. Mình đi thẳng sang bên kia sân. Đây các bạn nhìn này, VinFast này, có hộp VinFast nữa, ở Quảng Bình khá nhiều các bạn này, đây VinFast này. Để tiếp tục đi một đoạn nữa, quay một chút đường phố Quảng Bình cho các bạn xem, đường phố thành phố Đồng Hới. Quảng Bình quê ta, ngày nay đã đổi mới và khang trang rồi các bạn, kè sông. Fadin đang chạy trên đường phố Quảng Bình đấy các bạn. Mình thấy rằng là rất là nhà cửa, cơ sở hạ tầng ở đây á, và mật độ sử dụng xe hơi các bạn thấy không? Trên màn hình các bạn thấy khá nhiều và toàn xe tốt.